Xin chào tất cả quý vị anh chị em lại trở lại với buổi giới thiệu sản phẩm của Trung Kiện Audio. Hôm nay em lên sóng giới thiệu đến tất cả các bác và toàn thể anh em một bộ dàn của hãng Yamaha. Model của bộ dàn là CRX140 với công suất hai loa là max là 180W hai loa, đánh hai cặp loa toàn giải anh em nhé. Với cái chiều sâu và kích thước của cái thùng loa cực kỳ là sâu, tiếng thì cực kỳ hay và chi tiết. Với các cái tính năng là chỉnh bass check ở trên khiển anh em nhé, em sẽ kèm luôn anh em cái khiển anh em chỉnh bass check. Dàn này thì bãi về tình trạng là chơi USB ok, chơi AUX qua cổng 3.5 ok. Chức năng CD của nó thì cơ con này ok, tuy nhiên thì mắt đọc của nó kém anh em nhé. Mắt đọc của này có kén đĩa rồi đấy, cho nên sẽ bỏ qua không test cái chức năng CD nữa đấy, và bán cho các bác hai chức năng là chơi điện thoại máy tính có jack 3.5 và chức năng chơi USB nhé. Rồi ok anh em, em sẽ đo qua cái kích thước cho các bác và anh em mình. Em sẽ đo cái chiều dài của toàn gian nhé. Tổng thể của gian là nó là 45. Nếu anh em xếp gần nó rơi khoảng 43. Đấy, xếp xa này là 45. Chiều cao của gian. Chiều cao của gian nó là 10, suýt nữa là được 12, gần 12. Chiều sâu của gian tính cả núm volume và tính cả anten ở phía sau nhìn rồi 30 anh em nhé, chiều sâu khoảng 30 đấy, rất là sâu luôn các bạn, đánh loa toàn giải nhá, chất âm mình nghe cực kỳ là ấn tượng luôn. Rồi ok các bác, em sẽ test nhanh cái tính năng chơi USB nhá, sau đó em sẽ test cái chất âm cho các bác. Rồi USB nha các bác nhá. Rồi đã đọc rồi ạ, đã nhập bài, em sẽ chuyển bài 2, chuyển bài 2 trên điều khiển anh em nhé, chuyển bài đây đây. Ok anh em nha. Chào con lành nha. Em đây chút B toàn những bài tiếng Anh cho nên em không mở lớn đâu, nó vi phạm bản quyền đấy ạ. Rồi các em chuyển sang chế độ chơi điện thoại máy tính nhá. Đây, nó ghi chữ Pota là tính năng chơi điện thoại máy tính nhá. Bây giờ thì em sẽ test âm cho các bác nhá, sau đó tí nữa sẽ hướng dẫn các bác cách chỉnh bass check ở trên dàn này. Anh em chờ chút xíu nhá. Rồi mà các bác chỉnh chế độ âm. Anh em lưu ý con này công suất rất lớn nhá, anh em mở không được mở mắc đâu nhá, mở mắc là hại loa lắm. Các bác nhiều mắc chơi. Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào, chẳng nợ nần gì nhau, hãy để hồn ta bay cao. Vừa vào cuộc vui đã chớm nghe lừa dối, che giấu trên nụ môi những lời yêu quá ta tới. Thà một lần đi cách xa nhau ngàn đời, cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi. Người vội vàng lên nhàn sắc chưa tàn úa, mai một xa cuộc vui chẳng còn mong những ngọt bùi. Xa rồi đôi cánh tay ngoan, từ đây giã từ lời nói điêu ngoan, từ đây chỉ còn lại mình ta, già thêm tuổi chia xa, tiếc cho ngày đã qua. Tình vừa xa, xác thân đau rã rời, nhưng một lần này thôi, để rồi từ đây yên vui. Cuộc đời buồn tênh nên lẽ nói tìm đến, ta cảm ơn tình nhân. Con em nghe Ecotip thì phải nói thực sự với các bác là anh em dùng từ được quá là phê luôn.
Rồi sẽ test thêm một cái loại thể loại nhạc nữa, sau đó em sẽ hướng dẫn các bác cái cách sử dụng dàn nhé, cách sử dụng chỉnh bass trên dàn nhé. Rồi sẽ test thêm một bản nhạc ngắn nữa thôi, anh em chờ em chút xíu ạ. Rồi với thể loại nhạc em sẽ tăng bass lên và hạ chậm chút xíu nhé, với thể loại nhạc này. Mơ đã là sẽ cưới rồi nhà, hết năm nay mà không thấy tôi bách ba bà mà mình giờ. Tôi thức giấc lắm muốn chờ ai, mong một mai anh vẫn mang theo điệu hò đưa ra. Mà để ta về chung nhà, em sẽ lo trong giờ. Dê heo quay gà dầm hỏi, 500 mắm bạn đầy môi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi. Xe chở gà hàng đoàn, theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm cho cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ. Một tiền vàng bạc, nạn cổ. Người chúc đến hàng ngàn, cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ. Cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ. Em hỏa thì thổ, nhà là phải có đồ đi đi hổ. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video test. Bây giờ hướng dẫn qua các bác cách sử dụng cái điều khiển để mình sử dụng dàn nhá. Đây là tăng giảm âm lượng này. Đấy. Đấy nút nguồn các bác biết rồi. Trước khi sử dụng điều khiển anh ấn nút TV để nhận lệnh nhá. Đấy, thế còn quan trọng nhất là tính năng chỉnh bass chess. À đây, đây là nút này nút chuyển bài ở trong USB nếu chưa USB nhá. Đây nút qua lại các bài này. Đấy. Còn chỉnh bass chess em ấn nhập phối hợp cho em. Nút DSP. Đấy. Sau đó phối hợp cho em nút ở giữa này để nhận lệnh. Và lên xuống để tăng giảm nhá. Đây anh em nhìn em làm này. Đầu tiên ấn DSP này. Đấy. Thì mặc định của nó là nó sẽ ra cái dòng này. Đây, mặc định ấn DSP là sẽ ra cái dòng này. Thì anh em kéo lên hoặc kéo xuống để cho về chế độ bass nhá. À, đầu tiên về check này. Ấn nút OK ở giữa để nhận lệnh check này. Đấy, tăng giảm để lên xuống này. Đấy, đơn giản thôi. Chúng ta nhìn em làm thì phức tạp thì rất đơn giản. Tiếp theo ấn OK để cho nhận nhá. Đấy, ấn nút DSP lần nữa này. Đấy, nó sẽ trở về này. Về bass anh em ấn lên xuống để chuyển sang chế độ bass này. Đấy, xong rồi ấn OK để nhận lệnh. OK để nhận lệnh bass này. Tăng giảm cũng vậy nhé, lên xuống để tăng giảm. Rất đơn giản thôi. Đấy. OK anh em nhé, em sẽ quay qua hình thức tổng thể cho các bác xem nhé. Đấy, về tổng thể các bác nhìn thấy mặt trước này còn tương đối là OK các bác này. Đấy. Loa toàn giải anh em nhé. Đây. Rồi. Em quay đến cái mặt trên của nó cho anh em mình xem qua. Về tổng thể là đẹp các bác nhé. Tổng thể là đẹp. Đầu máy em ly chỗ này nó có hơi bị vênh một chút xíu đấy. Nó vận chuyển nó hơi bị vênh một tí đó, không đáng kể. Nhìn mắt thường không thấy đâu, nhìn nghiêng mới thấy. Rồi. Thành thùng vách loa là nói chung là tung vuông vắn hết các bác nhé. Đấy, không bị vỡ hay sức mẻ gì cả. Đấy, tổng thể rất là đẹp. Đây, cạnh trong cũng thế nha các bác nhé. Đây. Đấy. Sơ sát thì đương nhiên là cũng tất nhiên là hàng bãi cũng có một tí
nhưng mà cũng không hề đáng kể luôn. Đấy, tổng thể rất là đẹp. Đấy, loa vuông và khá là dài và sâu luôn. Đầu máy và loa sâu bằng nhau. Công suất mắc của hai loa là 180W hai loa. Chiều kháng con này là 6 ohm. Con này là đời rất là cao. Con này sản xuất lên năm sản xuất đó là 2011 anh em nhé. Cách đây là chính xác là 11 năm. Thực sự những ô dàn mà cách đây 11 năm là quá là cao rồi. Hàng bãi và 11 năm là rất là đời rất là cao. Công suất nó rất nhỏ nhé, công suất tiêu thụ điện là 25W. Đấy, tuy nhiên công suất loa rất là lớn cho nên là nó chơi cái phòng rộng rất là ok nhé. Con này mở mắc thì rất là lớn, rất là khỏe. Anh em chú ý mình chơi dàn mình không mở mắc anh nhé. Nhiều anh em không biết mới chơi là cứ phải mở hết cỡ, là thực ra mà nói những cái nhà sản xuất nó thiết kế cái ly nó phải khỏe hơn cái loa một chút xíu. Cho nên khi mình mở hết cỡ là sẽ rất là hại loa. Anh em mở mức vừa phải đủ nghe là sẽ rất là hay. Đó. Rồi cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video em test. Em xin phép báo giá với tất cả các bác và anh em với bộ dàn Yamaha model là CRX 140. Trung kiện audio hôm nay bán với giá cho các bác là 2.900.000 đồng. Các bác lưu ý giá bên em bán thì đã bao gồm đầy đủ các phụ kiện cho các bác và đồng thời là bao ship luôn với các đơn hàng anh em mua hàng chuyển khoản đủ nhá. Đấy. Và các phụ kiện bao gồm những gì? Đó là một bộ chuyển nguồn để anh em chơi điện 100, là một dây 3.5 đấy để anh em chơi con điện thoại và máy tính con jack 3.5, và nữa là một chiếc điều khiển để anh em phải thao tác chỉnh bass check ở trên dàn nhá. Đấy mới đến cái hết sức quan trọng mà không thể thiếu được ở cái bộ dàn này, đó là chiếc điều khiển nhá. Đó. Và ngoài ra nếu như các bác mua hàng và chuyển khoản đủ luôn cho Trung Kiên Audio là 2.900.000 đồng thì bên em sẽ bao ship luôn cho các bác với cái đơn hàng này. Còn với các đơn hàng các bác mua hàng chuyển khoản cọc thì các bác vui lòng cọc cho em là 300.000 đồng với sản phẩm này. Tuy nhiên liệu các bác lưu ý là với tất cả các đơn hàng chuyển khoản cọc thì bên em sẽ không bao ship. Đấy, mọi chi tiết liên hệ mua hàng bao ship đây tức là bao phí ship các bác nhé. Đấy, còn với em vẫn ship bình thường, có chuyển cọc thì các bác giả tiền ship giúp. Mọi chi tiết liên hệ mua hàng anh em liên hệ với số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Rồi em xin kết thúc video test tại đây.